Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn. Nhật ký ngày giải phóng Sài Gòn được ghi trên đường hành tiến vào Sài Gòn, tháng 4 năm 1975 của người lính trinh sát sư đoàn 320A. Tháng 4 năm 1975 của tôi bắt đầu bằng trận đánh giải phóng tỉnh Phú Yên rồi cuốn về Sài Gòn. Với những người lính từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4 là màu xanh và tháng 5 là màu đỏ. Nhà văn Nguyễn Trọng Luân, cựu lính trinh sát trung đoàn 64. Sư đoàn 320A, người từng trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử xuân 1975 và vinh dự tiến và dinh độc lập trong trận đánh cuối cùng ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã viết những dòng nhật ký về những ngày tháng lịch sử không thể nào quên. Ngày 20 tháng 4 năm 1975, đơn vị chúng tôi ém quân nằm dọc sông Sài Gòn, khoát hầm vào những bờ cỏ ven sông, những vạt rừng thưa thớt đông nghịt người, ngồn ngộn vũ khí nhiều trung đội chui vào trong cỏ, dẹp ra từng cái ổ nằm xuống mà sinh hoạt họp hành. Quân đông như kiến, xen lẫn chủ lực là những đơn vị biệt động. Tưởng biệt động thành phải hầm hố ly kỳ lắm. Hóa ra họ trẻ đẹp rắn giỏi mà trông cứ như học sinh sinh viên. Họ ham hở và nhiệt tình đến khó tin. Trong số ấy nhiều người từ bỏ cuộc sống vật chất sung sướng nơi phồn hoa đô thị mà dẫn thân vào kháng chiến. Ngày 27 tháng 4 năm 1975 Lệnh tất cả cán bộ chiến sĩ đều phải khâu một miếng vải trắng trên ngực ghi vào đó phiên hiệu đơn vị. Mỗi chú một mảnh vải đỏ đeo vào tay áo như băng đội trưởng trong đấu bóng đá. Có một yêu cầu khá thú vị đặt ra, trận này tất cả phải mặc quần áo mới. Chiều ấy, trong cái nóng lực củ chi chúng tôi từng người đăng ký danh hiệu, dũng sĩ thành đô trên đất thành đồng. Trong phương án tác chiến mà trung đoàn phổ biến, hướng của đơn vị tôi sẽ nhằm tới tận bộ chỉ huy đầu não của ngụy quyền Sài Gòn cán bộ từ trung đội trở lên phải chuẩn bị cờ đỏ sao vàng để sẵn sàng cắm lên các cơ quan đầu não hay các công sở ngụy quyền. Cả sáng hôm ấy trộn rộn, hối hả, tôi có cảm giác cứ ngứa dâm gian cả người. Chưa, tôi quyết định xuống thăm lại đại đội 7. Đại đội cũ của tôi nay quá nửa là lính mới. Số lính cũ sức mẻ sau hơn một tháng trời chiến đấu nhiều quá. Thằng luật B trưởng lên C trưởng thay kế lên làm tiểu đoàn trưởng. Thằng Trấn lên chính trị viên phó, chiến sĩ cũ hầu hết trở thành cán bộ cả. Chiều xuống, tôi và sĩ kêu anh Thủy chụp ảnh. Tuy không dám nói ra nhưng trong bụng đứa nào cũng nghĩ thầm. Nói dại nếu có chết ngày mai thì còn cái ảnh mà thở. Từ đầu chiến dịch tới giờ đây là những ngày nhàn nhã nhất. Không phải đi lấy gạo, vác đạn, ngoại trừ nhóm chúng tôi hai ngày bỏ Tân Phú Trung rồi trở về vẽ sơ đồ với cán bộ tiểu đoàn. Sa bàn cũng không đắp, chỉ theo bản vẽ tay rồi bản đồ địa hình của trinh sát nằm vùng đưa ra mà họp mà hạ quyết tâm. Suốt cả mấy ngày nay pháo ta và địch bắn đối nhau ầm ầm, cái thứ tiếng xèo xèo bay ngược chiều nhau. Pháo từ đồng dù bắn ra, từ thành quan năm hóc môn, từ ngã ba tân quy đồng loạt nã về. Trái phá nổ trên ngọn đồi có cửa hầm địa đạo, nổ dưới sông, nổ phía bên kia sông. Cột nước toái trắng hắt ngược những cụm lục bình lên trời, hoa lục bình tím bay là tả hòa vào mặt sông ngày 28 tháng 4 năm 1975, buổi chiều, mặt trời thật vàng, trôi thật chậm, tiểu đoàn vắng lặng, chúng tôi ngồi ôm cái ba lô đã mấy tiếng đồng hồ, lính cũ thì gà gật, lính mới thì phấp phòng cứ nhìn các đàn anh như dò hỏi, thế này là thế nào rồi hở anh. 4 giờ chiều, thấy đơn vị biệt động thành hành quân qua, trẻ quá, nhiều con gái quá, lại sinh nữa. Lại lúng liếng mắt nhìn các anh chủ lực đang há mồm nhìn theo những bắp chân, trắng bị cứa đỏ bởi dây dép cao su. Mặt trời khuất hẳn, lệnh hành quân. Cả ngàn người bám vào nhau. Chưa có cuộc chiếm lĩnh nào chúng tôi bám xít nhau hành quân rộn rực trong lòng đến vậy. Hơi thở người đằng sau phỏ vào gái người đi trước. Tôi vượt lên đầu tiểu đoàn để nhận một nữ biệt động dẫn đường. Chúng tôi trao đổi ngắn gọn về hướng hành quân và chỉ kịp nhận ra cô còn trẻ nhưng chắc lần với cái tên Mỹ Hạnh. Phía đông nam là một quầng sáng lung linh phía tây cột lửa đỏ bốc cao ngùn ngụt. Kho xăng đồng dù bị pháo kích lúc chập chiều đang ù ù cháy. Nóng, ngột ngạt những mồ hôi và thì thầm của lính. Pháo bất thần nổ. Đội hình phía sau tôi ùn lại. Một chiến sĩ trinh sát quay lại rồi chạy lên. D7 hy sinh 3, bị thương 4. Trung đoàn lệnh hành quân khẩn trương. Một con mương sâu rộng chừng 15 mét. Bộ đội ảo xuống, phi phò y ọp khúc khích cười. Vượt qua đường 8 đoạn Phước Vĩnh An, đồn địch bắn đạn 12,8 đỏ lừ lừ cành cành, chó sủa dâm gian. Mặc, chúng tôi cứ nhắm cầu bông mà lội tới. Mùi bùn, mùi lúa con gái ngai ngái trong đêm. Lính hòa lực y ngã lên ngã xuống. Bờ ruộng thì nhỏ bùn lại trơn. Tôi bảo Mỹ Hạnh, tôi chiếu bản đồ Hạnh dẫn bộ đội lội trên lúa. Hạnh cử, nát lúa hồng lắm. Tôi gắt, không thể để chậm giờ vào chiếm lĩnh. Truyền lại lội ruộng theo trinh sát. Thế là hàng mấy trăm người bị bóm dưới ruộng rồi leo lên ruộng cạn rồi lại xuống nước. Cứ thế chúng tôi vòng qua cánh đồng rìa làng Tân Thông Hội, xuống Tân Phú Trung. Đội hình lên đủ, để bộ đội tập hợp lực lượng ngoài đồng. Chúng tôi bỏ vào trận địa với tham mưu trưởng trung đoàn lần nữa. Trăng lúc này bật sáng mới chết chứ. Cánh đồng gần ấp chợ đầy rau mùi và hành. Nhắc nhau cẩn thận đừng dẫm lên luống mùi và hành sực mùi lên bọn lính gác nó phát hiện. Lúc bỏ qua một vườn cam và chanh, sở thấy có quả nhưng không dám mất định bụng quay ra vặt mấy quả. Đêm đầu tiên chiếm lĩnh một trận địa ven đô, bồi hồi lạ lắm. Mùi của cánh đồng lúa đang kỳ trổ đồng, mùi bùn ruộng lẫn trong mùi phân của trâu bò, mùi mồ hôi của lính, và lại là lần đầu tiên đi cùng một cô gái, rất gần rất nhẹ nhàng là hương tóc con gái cứ phẳng phất đâu đây. Đêm chiếm lĩnh, lội đồng rồi chui lên vườn tược ngửi thấy, cảm nhận thấy những mùi vị có tên chung, nhưng cũng có mùi mang cái tên riêng chỉ người cảm nhận nó đặt tên được. Chúng tôi nhìn về tân sơn nhất đèn đỏ nhấp nháy trên cao, chịu chả biết là gì. Những cái máy bay bay đêm lên xuống, đại bác 130 ly của ta vẫn cầm canh bắn vào phía ấy. Ra sát đường thấy có bức tường to và lóa lóa trắng, mò lại gần thấy thằng tây đen nhe răng trắng ẩn. Tôi bảo Ngô Thịnh lùi thôi không biết là gì, lát nữa bảo đê ca phang vào đấy mấy phát. Thằng Minh thì thầm, chả phải hỏa điểm gì đâu, thuốc đánh răng đáy biển quảng cáo kem đánh răng Hinot. Đưa các đại đội vào chiếm lĩnh xong xuôi, không gian nén lại, thời gian trôi thật chậm. Tôi quay ra sở chỉ huy ở ngoài đồng trên một con mương ken dày những cây bằng lăng. Nhìn lên đường số một từ hướng Tây Ninh về Sài Gòn, thỉnh thoảng có vệt đèn xe Honda. Trong đêm tiếng động cơ sèn sẹt thành vệt dài rồi chìm vào đêm. Trận địa im lặng, nghe thấy cả tiếng ếch nhái. Mắt đăm đăm dõi về hướng mấy cái lô cốt ngoài ấp chợ. Rồi lại lom lom ngó cái đồn đầu cầu bông. Quay lại về hướng bắc, đồng dù vẫn sáng, vẫn hồng hồng cái thứ ánh sáng của trận đốt kho xăng lúc chiều qua. Cả một vùng phía bắc Sài Gòn nín thở trước giờ phút bùng nổ trận công phá cuối cùng. Mấy thằng lính thông tin giải dây và các đại đội trở về, ngồi trên bờ ruộng thay nhau dúi đầu xuống mương hút thuốc. Trung đoàn trưởng lừ lừ đi tới. Tiểu đoàn trưởng đứng lên. Tôi biết giờ nổ súng bắt đầu. Tôi cũng không hiểu nổi làm sao người dân Sài Gòn chuẩn bị cờ đỏ sao vàng nhanh và nhiều đến thế. Cờ ở trên ban công, trên cánh cửa, nơi công sở và cả trên tay trai gái trên đường. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, trời đã bàng bạc đằng đông, đúng lúc phía đồng dù tấn công thì đồng loạt DK Red, cối 82, cối 120 ở đồng Tân Phú phát hòa. Ngay loạt DK đầu tiên, 6 khẩu cùng bắn đồn cảnh sát cầu bông sập hoàn toàn bộ binh D9 và đặc công 198 vận động dưới tầm pháo sông lên đánh cầu. Cho tới 9 giờ sáng thì cầu bông đã về tay quân giải phóng. Phía ấp chợ, các lô cốt kiên cố bắn trả dữ dội. Quân ta không tiến lên được. Bộ binh nằm trên đồng chống bị thương vong hơn 20 người. Tình hình trở nên căng thẳng. Tiểu đoàn lệnh trinh sát và thông tin xuất kích. Ngô Thịnh dẫn thằng Phương, thằng Tiến lao ra hướng C6. Từ phía chợ, thằng Thuân người đông lao, Hoài Đức bị đạn thẳng xiên vào cổ đang bỏ ra cánh đồng. Tôi châm điếu thuốc ruby cài vào mồm cho nó rồi bỏ ra trận địa hướng C7. Đạn từ ba lô cốt táng dữ dội vào trận địa 12,7 của C16. Mấy thằng C16 giạt ra. Thằng khuất duy hoan C7 trồm lên, ôm 12,7 ly vừa bắn vừa chửi. Được củng cố tinh thần, thằng hòa người cao bang thị xã Phú Thọ bật dậy bắn liền hai phát B41. Rồi ôm khẩu trung liên từ tay một liệt sĩ bắn xối xả đúng lúc ấy nó trúng đạn gục xuống bên khẩu trung liên còn nóng bỏng. Đại đội bảy sung phong ra phía chợ, chui vào ngóc ngách nhà dân ném lựu đạn ra đường. Trận đánh rằng dài tới 11 giờ trưa thì có tiếng xe tăng chạy ầm ầm từ phía Củ Chi về Sài Gòn. Bộ binh quay ra bắn xe tăng, hai chiếc bốc cháy đâm sầm vào trường tiểu học Tân Phú. Đúng lúc ấy xe tăng quân ta đuổi tới nơi. Bộ binh ta thấy xe tăng cờ đỏ sướng quá dối rít chỉ lô cốt cho họ bắn. Ba lô cốt nổ tung, ngót trăm thằng từ trận địa bên kia đường bây giờ mới kéo ra hàng. Lúc ấy là 12 giờ trưa ngày 29 tháng 4. Lúc này D9 và bộ đội E198 đã chiếm cầu bông. Cả đoàn xe địch không còn đường nào chạy. Tàn quân địch chừng ba chục xe tăng thiết giáp không dám lên cầu bông chạy bổ nhào xuống đồng lúa Tân Phú Trung. Ngay phía sở chỉ huy tiểu đoàn tôi. Vài cái trực thăng chúi xuống đồng lúa để cứu những sĩ quan bị pháo 37 ta bắn rất ngay xuống giữa đồng lúa. Trên đường số 1, pháo ta hạ nòng bắn thẳng vào đoàn xe tăng. Cả đồng lúa biến thành biển lửa. Cứ điểm án ngữ cuối cùng đã mở toàn. Xe tăng, pháo binh, bộ binh của các đơn vị ảo ảo xông vào thành phố. Trời oi nồng vì nắng, vì bom, vì lửa. Tiểu đoàn phải để lại hơn ba chục tử sĩ và năm chục thương binh. Các mẹ các chị trong làng đổ ra lo khâm liệm và chôn cất những người hy sinh ngay phía trong chợ Tân Phú Trung. Cho tới đầu những năm 90 họ đã được quy tập về An Nhân Tây. Trong số những người hy sinh có một người trúng đạn vào phút cuối cùng của trận đánh là trợ lý tham mưu tên Măng Người Thái Bình. Măng chết lúc đang dương khẩu chống tăng của địch để bắn xe tăng địch. Cũng ở trận địa này, trong trận mộ thân 1968, sư đoàn 9 đã hy sinh hàng chục người mà hồi đó người dân Củ Chi đã lập miếu thờ ven đường. Trong miếu thờ đó, ba chiến sĩ C6 của chúng tôi hôm nay cũng nằm lại. Chiều hôm ấy trung đoàn 64 dừng lại ở Hóc Môn lính ta nấu cơm ăn ngay trên hè phố. Đêm 29 tháng 4, chúng tôi nhằm hướng Sài Gòn hành quân. Phía trước đã có sư đoàn 10 thọc sâu đang triển khai chiến đấu. Lính ta hành quân dạo dực nghĩ đến ngày về với mẹ cha sắp đến nơi rồi. Không giờ ngày 30 tháng 4, chúng tôi tạt vào làng Tân Thới Nhi ngủ lại. 5 giờ sáng đang nấu cơm chưa kịp ăn thì có lệnh. Tất cả mọi đơn vị, bằng mọi giá, bằng mọi phương tiện, sốc thẳng vào dinh độc lập. Thế là lao ra đường, chặn xe của dân, huy động cả xe lam, cả máy cầy, xe đò. Mạnh đại đội nào đại đội nấy tìm đường tiến. Vào giờ phút ấy, khắp các ngả đường làng mà quanh Sài Gòn đâu cũng thấy quân giải phóng. Gương mặt người lính đi đánh trận mà giãn ra tươi như đi hội. Quân phục đã được thay mới, cờ giải phóng, phù hiệu giải phóng, băng tay xanh đỏ chung trung điệp điệp. Con đường vào thành phố đầy rễ lô cốt ụ súng bằng bao cát, thùng phi cửa kém gai ngăn ra từng đoạn tiểu đội trinh sát năm thằng leo lên một cái xe làm. Người lái xe mặt xanh như tàu lá. Ông ta nói không biết đường vô dinh độc lập. Tôi dở bản đồ và nói to, tôi biết đường. Xe chạy, chúng tôi cứ nhè đường tắt mà chạy. Xe nhỏ luồn lách tốt nên vượt xa đội hình tiểu đoàn. Tới ngã tư Bảy Hiền, trong khói đạn đơn vị bạn đang thu thập tử sĩ, chúng tôi rẽ ra lăng cha cả. Ở đây một trận đánh dữ dội đã diễn ra. Trung đoàn xe tăng của ta cháy mất ba chiếc ở đây chúng tôi len lỏi trong xe cháy xe hỏng. Vượt cầu Trương Minh Giảng tiến tới đường Phan Đình Phùng thì bị chặn lại bằng hàng loạt đạn đại liên từ trên một tháp nước từ phố Trần Quý Cáp bắn xuống. Cả tiểu đội lăn ào xuống đường dùng AK bắn tới tấp về cái tháp nước có khẩu đại liên. Chỗ đó bây giờ là khách sạn 14 Võ Văn Tần. 11 giờ trưa, tiểu đoàn giải quân dọc bộ dân vận chiêu hồi. Tiểu đoàn 9 tiến đánh loạt lô cốt phía Tây Dinh độc lập. Bộ đội D8 hạ cối 82 ngay trên đường phố một chiếc xe đíp kính vỡ toe tét chạy lên. Nhìn ra thì là anh Thủy. Cậu liên lạc từ trên xe hét lên dối rít, đừng bắn nữa. Bỗng cả khung trời vỡ quả tiếng reo hò. Hóa ra là Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Hàng ngàn người nhảy lên, ôm nhau trong nước mắt. Đường phố Sài Gòn dồn nén bao lâu bỗng nhiên ủa ra toàn những cờ đỏ sao vàng. Bỗng chốc thành phố là một bức tranh xanh đỏ. Những hàng phượng vĩ trổ hoa đầu mùa đỏ thắm, cờ đỏ thắm dưới nền trời quân phục xanh. Một biển người mừng đến ngơ ngác. Bỗng chốc con người lơ mơ hụt hẫng giữa không gian mới lạ, mới lạ ngay cả với người đã sống ở đây từ bao năm. Vào giờ phút ấy, lính ngụy trong thành phố còn đông hơn cả dân ngoài đường. Họ trút bỏ hết quần áo lính mặc quần cụt ngồi la liệt ở vỉa hè, vườn hoa, bến cảng. Những cặp mắt thất thần nhìn quân giải phóng chiến thắng. Chẳng ai để ý đến họ, đội quân đã mất sức chiến đấu. Không còn phiên hiệu tươi tả khắp đô thành. Đường phố ngổn ngang quân trang quân dụng mang nhãn hiệu Mỹ, xe pháo của Mỹ đứng bất động, chỉ có quân giải phóng là hân hoan, mắt nói miệng nói. Thời gian như ngừng trôi và không gian trở nên chật hẹp. Tôi có cảm giác mình đang sống trong mơ, một giấc mơ huy hoàng và kỳ vĩ. Bao ngày chiến đấu trên rừng núi Tây Nguyên, trong tâm trí chưa bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình nhìn thấy đô thành Sài Gòn. Vậy mà hôm nay tôi đã đứng giữa thành phố với tư thế của một người chiến thắng. Chiều ngày 30 tháng 4, dân sài gòn kéo ra đường vây kín khu vực dinh độc lập họ đi xem quân giải phóng họ đi tìm chồng tìm con ở cả hai phía cái sự tìm người thân ấy còn kéo dài cho tới vài chục năm sau nhưng nó bắt đầu từ chiều hôm nay tôi cũng không hiểu nổi làm sao người dân sài gòn chuẩn bị cờ đỏ sao vàng nhanh và nhiều đến thế cờ ở trên ban công trên cánh cửa nơi công sở và cả trên tay trai gái trên đường đêm đầu tiên giải phóng sài gòn điện vẫn lung linh sáng và người ta vẫn đi dạo phía vườn hoa. 11 giờ đêm 30 tháng 4, tôi đứng trên sân thượng nhà cố vấn Mỹ góc đường Phan Đình Phùng nhìn ra phía cảng. Tiếng còi tàu tu tu, bình yên quá, trời đầy sao, gió từ cửa sông thổi vào mát rượi, thành phố tinh khôi trong màn đêm lung linh như chưa hề có chiến tranh, để phóng to ảnh. Trong tôi ký ức về ngày hôm qua còn nóng hổi, nhưng bàn chân thì vẫn dâm gian ngứa vì những vết nứt nẻ hành quân chúng tôi về thành phố để lại sau lưng bao nấm mồ đồng đội đang lạnh lẽo nơi rừng sâu, nơi đồng vắng. Để lại hàng ngàn ngày đói cơm thiếu thuốc trên cao nguyên. Bỏ lại những cơn sốt rừng tê tái gặm nhấm đời trẻ trai. Để lại những cánh rừng nương giấy mà mình đã chai tay vun trồng nên khoai nên sắn. Phút giây huy hoàng này có ai nhớ không những bản làng xa xăm trốn xa thầy cô, có những già làng đóng khố nhịn cơm đưa đường năm trước. Ai còn nhớ tới lời họ hẹn quay về nơi đã cứu mang mình đã vực dậy trong lòng chiến sĩ niềm tin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi